Đây nha, cây vú sữa một thân rất là đẹp luôn. Này mình gốc gần 90, 86, 87, thoát 32, cách 1 mét là 70, thân luột. Đấy, thoát 32 rất đẹp bạn, thân thẳng như cột điện luôn. Thân này, bạn nhìn thân này. Đẹp lắm. Vành gốc là 86 nhé. Đây là đường kính như chỗ này nó vào 27 phân, gần 30 phân, gần 90 mà. Cách mét này là 70. Thoát, cái này đẹp thật. Đây, tay cành chia rất đẹp nhé, quả trắng bạn nhé. Cái đằng, cây bóng đắn tròn, cây này trồng, cái nuôi lớn thì sau này là cây lý tưởng. Gia đình bán đắt lắm, không muốn bán thì mà rẻ. Đấy, thằng đời đẹp. Vú sữa thoát 32 rất đẹp em. Đan tròn xoe luôn đấy nhỉ. Cái này có quả trắng mà quả tím nhé. Quả trắng quý hơn quả tím. Nó chuộng. Đấy. Cái bóng tán này. Chị tảnh này rất tròn đều nhé. Nó không lách gì cả. Đấy, cái em mà mua cây này là cây vừa tiền mà nó to, nó cũng to. Con cây quảnh cảnh như nhiều. Đấy. Nó thoát 32 là đẹp nhất. Phát cứ từ 2m7, 3m5 là lý tưởng. Đẹp. Ok nhé. Ui, lắm kiến lắm.